Rồi, sau khi đã xem xong bản thân tóm lược di tích rồi thì bây giờ mình chạy vào khu mua vé ở Nam Bộ á, bán tại nhà cổ Nam Bộ. Xe mình gửi đâu ta? Ủa chị ơi, xe mình tham quan mình để xe ở đâu chị? Để đây luôn hả? Cảm ơn chị. Ủa, chắc tại ngày thường không có ai giữ xe hả ta? Trời ơi, bưởi quá trời bưởi kìa. Trái ngốc luôn. Lấy gậy ra. Phát cổ luôn á. Bán vé ở đây ha, nhà cổ Nam Bộ ha. À, lấy máy ra quay cái cái cây bưởi nè, nó trái quá rồi, trái đây nè. Mà trời ơi, trái bưởi quá rồi, trái luôn á. Bưởi trái đùm 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 đùm. Đây nhà cổ Nam Bộ đây ha. Chắc nó là thứ mai. Ê, cái nhà cổ nè. Bán vé ở đâu chị? À vậy hả? Cảm ơn ha. À thấy nó ghi trước á. Mình làm tới 4:30 hết ha. À về hả? Ok. 2 giờ hả? Để tranh thủ đi cho rồi ha. Để em tham quan. Em cảm ơn chị nha. Chị thấy mình đi có một mình nè, chị khỏi bán vé luôn ha. Tại vé cũng có 2.000 vé à. Khách đoàn thì 1.000 vé, còn khách khách mình vậy á là con 2.000 thôi, nhiều người thì được. Thế gỡ máy ra ha. Đây là ngôi nhà cổ Nam Bộ nè. Ok. À, có Nam Bộ hả?
tham quan từ từ ha. Hương là cổ Nam Bộ làm bằng gỗ không ha. Cốm xưa này. Gỗ không nào. Là ni văn ha. Ni văn. Này giống như phòng ngủ. Phòng ngủ ngày xưa nè. Để cái giường, cái chiếu, bàn trang điểm. Điêu khắc nè, ngày xưa điêu khắc này nè. Khắc chìm, khắc nổi. Khay. Khay thế kỷ thứ 20 ha. Này cái quả nè. Khay quả. À, dùng cụ đựng bánh mứt thế kỷ 20. Bình trà. Ám long. Bình trà ám long thế kỷ 19. Bình gốm Việt Nam thế kỷ 20. Bình trà thế kỷ 19 ha. Bình phôi. Bình phôi thế kỷ 19. Kỷ Tam Sơn thế kỷ 20 ha. Kỷ Tam Sơn. Bình phôi. Đựng phôi ăn chầu quá à. Chắc vậy. Mấy lớn tuổi ngày xưa hay ăn chầu á. Nhạo rượu thế kỷ 19. Nhạo rượu là bình trà, bình vôi. Đấy, nguyên cái tủ trên bài ha. Gỗ không. Đây cái tủ trên bài đây. Bình lục bình. Thổ tu hú. Tu hú thố có Nhật Bản ha. Cái tu hú đó là nhớ Nhật Bản ha. Độc bình này là lục bình. 2, 4, 6 miệng 6 thế kỷ 20 độc bình đó. Đây ha, toàn cảnh và nhà cổ ở Nam Bộ đây. Nhà cổ Nam Bộ ngày xưa nhà như vậy là địa chủ lắm á mới được mới xây được căn nhà như vậy ha. Đấy bán nói ha. Mái ngói là mái ngói âm dương ha. Đây là mấy gian, ba gian ha. Ba gian chắc hai trái mà. Ba gian cửa ha. Ba gian cửa vào. Tủ thờ. Đây, chạm chỗ công phu dễ sợ. Tủ thờ đây ha. Cẩn sạc cừ hết. Cái đèn bão đó nè. Ché. Ché nè. Bình. Độc bình. Độc bình. Ché. Bình. Nguyên cái tủ này để chưng đồ. Cái tủ này nó cũng độc cổ luôn. Tủ cổ nữa nè. Cây ha. Bình sông trầm. Bằng đồng ha, bình sông trầm. Cái bát lục bình. Bình phôi. Ô trầu nè, cái ô đựng trầu ngày xưa của
ngày xưa đó, ống phóng, ống phóng à, bình đồng, bát, chảo đồng, hộp đồng, lọ hoa, khay, hát, cái tủ, có cây đàn ở giữa nhà nữa nè. Chính giữa thì giống như cái bàn giữa vậy đó. Này, cái bình cái bình đựng trà ngày xưa là bằng nhiều trái dừa khô rồi. Cái ghế ngồi ha. Ghế ngồi cũng bằng gỗ luôn. Hay quá. Và rất là nhận tiền ủng hộ trùng tu di tích. Đây là hiện vật phát hiện trên sông Tiền từ dàm rạch gầm đến sỏi múc. Hiện vật của trận đánh là gốm ha, gốm trưng trong cái tủ này, đèn. Này có bán quà lưu niệm nè. Đây ha. Ở phía trước cái gian phía nè. Đó làm cẩn xà cừ hết luôn. Mấy cột ta? Ồ. Bốn cái cột giữa. Không. Ờ. Bốn cái cột giữa. 1 2 3. 1 2 ba cái cột giữa hai bên, ba cái cột sát hai bên ngoài ha. Gian từ cửa bước vào nè. Đây. Đây. Hơi bị nắng á, đi hơi bị nắng. Đây đếm từ đứng từ đây ha, lấy cái cảnh ôm căn nhà, đó là có cây lo mấy bên hông gắn nè, cảnh ở nhà là cửa sổ rồi đó, đây là cổ nằm bò ha, nắng quá, để kiếm chỗ ngồi nha. Hai cái lo hai bên của nhà cổ ha, ở phía trên, ở phía trên cùng kìa, ở phía trên cùng nó làm bằng xi măng đó, kiếm cái ghế ngồi tí đây. Xi măng bê tông Tây Đô, đây làm cái ghế đá ngồi hay quá ha. Đây. Đây. Để lấy cái sổ ra coi. Cái ngôi nhà cổ này nó có thông tin gì hay nữa không? Cái ngôi nhà cổ Nam Bộ này nè, nó ba gian hai trái 48 cột gỗ ha, gỗ là gỗ căm xe, mái ngói là dùng mái ngói âm dương, diện tích căn nhà là 225 m², diện tích nãy mình xem là 225 m² đó. Rồi hết rồi. Rồi nó trưng bày mấy cái đó thì mình cũng thấy rồi ha.
Rồi, vô căn nhà Nam Bộ đầu tiên đã tham quan xong. Rồi bây giờ mình đi tiếp cho rồi ha. Ok, dừng video này, qua video mới.